hạnh phúc của một marketer là gì? Tiền có thể đem lại hạnh phúc. Đích đến của marketing là gì ngoài tiền? Quan điểm của hai nhân vật marketer gạo cội trong ngành về những câu hỏi trên là như thế nào? Đón nghe Bookcast ngày 26 tháng 5 để thảo luận chuyện nghề, chuyện nghiệp với cả co-founder Spyroom và Managing Director WeCreate bạn nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Spyroom và đây là bài viết Du hành thời gian, bản chất và lý giải. Và kịch bản của video này được tổng hợp từ hai bài viết rất hay về du hành thời gian. Đó là Du hành thời gian và lý giải của tác giả Rukia và bài viết Nghịch lý ông nội và bản chất của du hành thời gian của tác giả Nguyễn Việt Anh. Và mình như thường lệ là Andy, chúng ta cùng bắt đầu bài viết ngay sau đây nhé. Du hành thời gian và lý giải. Xuyên không, mở ngoặc, xin Chúa nguyền rủa người phát minh ra thể loại chuyện đó, vốn là đề tài ưa thích của ngôn tình, văn nghệ thuật và những suy nghĩ tuyệt vọng, với ước mơ làm lại, trốn chạy khỏi thực tại và sự hối tiếc. Con người đã nghĩ ra đủ các cách thức thú vị để trở về với quá khứ, thay đổi điều gì đó. Chỉ có Jesus Christ với quyền năng của mình là không thể và chấp nhận bị đục lỗ. Trước khi các bạn hình dung được thế nào là du hành thời gian, mình sẽ điểm qua những quan niệm sai lầm từ trước đến giờ về time travel và giúp các bạn không thể dùng nó như sự cứu rỗi tinh thần mỗi lần làm điều gì đó ngu ngốc được nữa. Thứ nhất, tốc độ ánh sáng. Người ta cho rằng chạy nhanh hơn vận tốc ánh sáng là có thể trở về quá khứ. Nhưng mà trong Back to the Future thì chỉ cần 88 dặm trên một giờ thôi. Câu trả lời là không, thưa các bạn. Tôi sẽ bắt đầu bằng những lý giải từ dễ đến khó. Thứ nhất, di chuyển với vận tốc ánh sáng và nhanh hơn, theo logic đơn giản nhất, chỉ giúp bạn nhìn thấy được những sự kiện đã diễn ra, giúp mắt bạn bắt kịp những photon đã được phát ra. Và chỉ thế mà thôi. Nó giống hoài cổ hơn là thực sự giúp bạn thay đổi được điều gì đó trong quá khứ. Nhưng nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của mình trước khi bị bắn đi với tốc độ ánh sáng, có lẽ bạn nên thử cách này. Cosmic Background Radiation, hay còn gọi là bức xạ nền. Phủ nhận hoàn toàn lý giải một theo hướng tích cực, bức xạ nền sẽ khiến bạn hoàn toàn không nhìn thấy được gì và kể cả hoài cổ thôi cũng không được khi di chuyển với vận tốc ánh sáng. Tốc độ ánh sáng. Einstein nói rằng không một vật có khối lượng nào có thể đạt được vận tốc ánh sáng. Chúng ta được nghe điều đó nhiều hơn lý do tại sao Einstein tin rằng như vậy và đây chính là lý do tại sao. Trong một nguyên tử, hạt nhân và electron của nó nhận ra và tương tác với nhau bằng photon. Nếu nguyên tử di chuyển với vận tốc ánh sáng, thì hạt nhân và electron không có khả năng nhận ra nhau, không có khả năng tương tác và liên kết, vì photon không cách nào đến được một trong hai bên. Hình như hóa cấp 3 có nội dung này, đó là trong trạng thái kích thích thì electron giải phóng photon, nhưng mà không một giáo viên nào chịu giải thích photon này ở đâu ra cả. Nói chung là tốc độ ánh sáng không có tác dụng gì trong việc trở về quá khứ cả. Nhưng nếu bạn muốn đi tới tương lai, tốc độ ánh sáng là một lựa chọn không tồi. Tiếp theo là hố đen. Vốn dễ được liên tưởng đến những câu chuyện hài tục tĩu, bản thân hố đen cũng gợi cho người ta ý nghĩ về một cuộc đào tẩu sang vũ trụ khác. Bản thân tôi dù khắt khe với vận tốc ánh sáng nhưng thấy mình khá trung lập với giả thuyết này. Nhưng hãy bắt đầu bằng những phản biện trước. Hố đen thậm chí còn không phải là một cái hố. Một trong những hiểu lầm lớn nhất mọi thời đại, xếp sau mô hình nguyên tử mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy, hãy nhìn lại một lượt sự hình thành của hố đen và bạn sẽ nhận ra không có cơ hội nào để một cái hố đen trông giống một cái hố cả. Một ngôi sao với vật chất chủ yếu dưới dạng plasma, ion H cộng và các electron di chuyển hỗn độn, mà như chúng ta đã biết theo chương trình hóa cấp 3, H cộng hiểu đơn giản là một proton. Trong lõi của ngôi sao, phản ứng nhiệt hạch hay còn gọi là tổng hợp hạt nhân vừa tạo ra các nguyên tử nặng hơn như gộp hydro thành heli, gộp heli thành carbon, carbon gộp thành neon, vừa tạo ra năng lượng từ bên trong để chống đỡ trọng lực, giữ vững trạng thái của ngôi sao. Chừng nào hai lực đó còn cân bằng, ngôi sao còn tồn tại. Tuy nhiên, neon gộp lại tạo oxy, oxy gộp lại tạo silicon, silicon tạo ra sắt nhưng sắt không có khả năng tạo ra cái gì nữa cả. Đốt cháy hết nguyên liệu trong lõi của nó là cách nói thông dụng để miêu tả việc lõi của ngôi sao chuyển hết thành sắt, đồng nghĩa với việc không có năng lượng để chống đỡ trọng lực. Ngôi sao sập vào chính lõi sắt của nó, thổi tung lớp bề mặt trong vụ nova và tự nén mình lại thành một quả cầu với mật độ khủng khiếp. Và người ta gọi quả cầu đó là hố đen. Cái hố mà mọi người vẫn hay đề cập nó là một cục vật chất không hơn không kém và nó không dẫn đi đâu cả, thưa các bạn. Fun fact. Đã lỡ yêu Spy Room rồi thì subscribe ngay thôi và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé.
Fun fact là nếu có một hố đen trên trái đất với một hố đen có bằng một đồng xu, thông qua Hawking Radiation nó tan rã chỉ trong chớp mắt và có thể thổi tung toàn bộ nước Anh. Với một hố đen có bằng một đồng xu, nó sẽ nuốt chửng trái đất và tiếp tục quay quanh mặt trời ngay tại vị trí của trái đất, cùng với mặt trăng quay quanh nó như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với không gian thời gian có thể uốn cong, mà các bạn có thể tìm thấy ví dụ minh họa hết sức sinh động về hình ảnh một quả cầu đặt trên một tấm vải căng như trong đoạn video này mà tôi rất thích. Việc có một khối lượng lớn như vậy được nén lại với một kích thước siêu nhỏ, giống như một cây kim nặng bằng chính quả cầu tạo ra nó, có thể xé toang hoặc đến một giới hạn mà tấm vải không thể chứa được nó và lọt đi đâu đó. Tôi để ngỏ giả thiết du hành thời gian với hố đen, nhưng chắc chắn du hành thời gian không thể vượt qua được trở ngại dưới đây. Logic. Không giống như hố đen, du hành thời gian bản thân nó cung cấp hàng loạt những chuyện cười tốn rất nhiều chất xám và đừng bao giờ dùng nó để tán tỉnh ai cả. Điển hình là bạn gái tôi, cô ấy đang chịu đựng chúng như một tật xấu của tôi. Một trong số đó là nghịch lý ông nội. Sẽ ra sao nếu bạn quay về quá khứ và bắn tung mông ông nội của mình? Ý tôi là giết ông ấy trước khi bố bạn ra đời. Liệu bạn có thể ở đó để bắn tung mông ông nội của mình nữa không nếu bạn không được sinh ra? Nhưng nếu bạn không được sinh ra thì sẽ không có ai ở đó để bắn tung mông ông nội của bạn cả. Và thế là bạn lại được sinh ra và lại bắn tung mông ông nội của mình. Việc trả lời nghịch lý này có thể khiến một số nhà nghiên cứu du hành thời gian cực đoan tập trung vào việc giết ông nội của mình hơn là trở về quá khứ. Chúng ta sẽ làm rõ hơn vấn đề này ở phần sau của video. Và thêm một nghịch lý nữa. Nghịch lý về việc bạn có thể tạo ra vô hạn bản sao của bản thân bằng cách quay ngược về một tích tắc trước đó rồi đem mình quay lại 1/10 của tích tắc đó. Lặp lại điều đó vô hạn lần và đó là điều khiến cho những ai ủng hộ các giả thuyết du hành thời gian cần phải suy nghĩ lại. Nhưng tôi cứ cố bắn ông nội của tôi đấy, thì sao nào? Vậy cậu sẽ bắn trượt. Lời kết, tôi đã không đề cập đến Multiverse. Rất xin lỗi, bản thân tôi là một con nghiện những giả thuyết du hành thời gian và Multiverse là một trong những giả thuyết tôi cực kỳ yêu thích, nhưng tôi sẽ để dành nó cho chủ đề vật lý lượng tử. Nghịch lý ông nội và bản chất của du hành thời gian. Nhắc lại luận đề, có một người đàn ông du hành về quá khứ và giết ông nội mình trước khi ông mình cưới bà nội. Kết quả là cha của anh ta sẽ không được sinh ra. Điều đó dẫn tới người đàn ông sẽ không bao giờ được ra đời. Thì làm sao anh ta có thể du hành về quá khứ? Nhưng nếu anh ta không về quá khứ để giết ông nội, thì ông nội anh phải còn sống và điều đó nghĩa là anh vẫn được ra đời và có thể vượt thời gian để giết ông nội mình. Trước hết, ta phải hiểu rằng du hành thời gian về quá khứ thực chất là một sự tưởng tượng của con người vốn có mong muốn thay đổi quá khứ. Nó thường xuất hiện trong các tác phẩm giả tưởng, giả khoa học. Do đó, lý thuyết về du hành thời gian và mọi nghịch lý xảy ra đều là hệ quả của ý tưởng huyễn hoặc này, chứ không phải là một vấn đề khoa học của vật lý học hiện đại. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi quan trọng. Bản chất của du hành thời gian là gì? Liệu nó có phải là quay ngược dòng thời gian của bản thân? Như vậy, nhà du hành thời gian phải ngày càng trẻ lại về thể chất và tinh thần, rồi cuối cùng hóa thành một bào thai, rồi thành một con tinh trùng hay một quả trứng gì đó. Không, trong mọi tác phẩm du hành thời gian thì nhà du hành vẫn tiếp tục sống bình thường và đi về quá khứ, như thể là đi từ nhà đến hàng tạp hóa ở cuối phố vậy. Như vậy, thực sự người đó đang đi về phía nào trong dòng thời gian? Hãy liên hệ sang không gian. Nếu bạn đi xe máy từ điểm A đến B tốn 1 lít xăng, sau đó đi ngược từ B về A, bạn sẽ tốn 2 lít xăng. Hay bình xăng của bạn tự đầy trở lại và coi như bạn chưa hề di chuyển. Đúng là bạn đã quay về vị trí A ban đầu, nhưng quãng đường bạn đi vẫn là AB cộng BA, tức là 2AB, chứ không phải là AB cộng trừ AB bằng 0. Đây là điều bạn không thể thay đổi. Bây giờ hãy xét về thời gian. Và bạn sẽ phải mất 20 phút để di chuyển bằng chiếc Vintimer Model 3019 về thời điểm đó. Như vậy, bạn sẽ di chuyển ngược dòng thời gian 20 năm hay xuôi dòng thời gian 20 phút. Liệu một vật thể có thể vừa di chuyển về quá khứ, vừa về tương lai? Di chuyển trong không gian có 3 chiều, nhưng dù bạn đi về đâu vẫn là tiến về phía trước. Còn trong thời gian chỉ có 1 chiều, tức là từ một sự kiện trước đến một sự kiện sau. Dòng sự kiện chính là dòng thời gian. Đi từ năm 2001 đến năm 2019 cũng tương tự như đi từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Nhưng từ năm 2019 quay lại năm 2001 thì hoàn toàn không giống như đi từ Hồ Chí Minh về Hà Nội. Quay lại với vấn đề ông nội. Hãy công nhận là bạn chỉ có thể giết ông nội nếu bản thân bạn tiếp tục đi theo dòng thời gian, bởi từ ý định đến hành động nhất định phải xảy ra theo trình tự thời gian. Sự kiện bạn sinh ra đã xảy ra trong quá khứ,
và việc bạn giết ông nội sẽ xảy ra trong tương lai. Rõ ràng một sự kiện xảy ra sau không thể tác động lên một sự kiện xảy ra trước. Do đó bạn có giết ông nội thì việc bạn sinh ra không thay đổi. Bởi vì thực sự bạn luôn được sinh ra trước khi bạn giết ông nội trong quá khứ. Hiểu thế nào cũng vậy. Bởi vì bạn từ đầu chí cuối luôn di chuyển tiến lên trong dòng thời gian. Như vậy nhắc lại vấn đề ban đầu, bản chất của du hành thời gian là gì? Có thể đơn giản là một bước nhảy từ một sự kiện trong hiện tại về một sự kiện trong quá khứ. Như vậy, vũ trụ song song có thể xảy ra, nhưng thời điểm tạo ra vũ trụ song song chính là lúc bạn quay về quá khứ, chứ không phải lúc bạn giết ông nội. Thực tế thì khi đó bạn đã tạo ra một phiên bản quá khứ, nhưng lại tồn tại trong tương lai của dòng thời gian của bạn. Làm thế nào mà lại tạo ra được một thế giới như vậy thì phải hỏi công nghệ du hành thời gian mà mấy vị tác giả nghĩ ra thực chất là gì, chứ nó không phải là một hệ quả của quy luật vật lý gì hết. Phương thức du hành thời gian mà mình nghĩ có vẻ hay ho hơn, đó là thực chất thế giới sẽ di chuyển ngược dòng thời gian, còn bạn bằng cách nào đó tự tách mình ra khỏi thế giới và tiếp tục đi theo dòng thời gian bình thường. Sau đó bạn lại quay lại thế giới, lúc này đã tua về quá khứ. Lúc này bạn có thể thay đổi tương lai của tất cả mọi người, trừ bạn. Ông nội của bạn sẽ lấy bà nội của bạn một lần nữa và đẻ ra bố bạn một lần nữa, rồi bố bạn sẽ đẻ ra một bạn thứ hai. Trước đó thì đã đẻ ra bạn một lần. Nếu bạn giết ông nội của bạn, chẳng vấn đề gì vì bạn đã được sinh ra một lần rồi, chỉ là bố bạn đã quay lại thành chất đạm trong cơ thể ông bà nội bạn, còn bạn thì vẫn là bạn mà thôi. Cũng tương tự như bạn xem một bộ phim khoa học tắt tiếng nửa chừng, rồi tua lại bộ phim về đầu sau khi biết người nhà bạn đã đi hết và bật to tiếng lên để xem lại. Như vậy thì cùng một cảnh phim, nhưng bạn vừa xem trong quá khứ, lại vừa xem trong tương lai. Cảnh trong quá khứ tắt tiếng, còn trong tương lai có tiếng. Chỉ bạn biết điều này, còn các diễn viên trong phim không biết và không cảm nhận được là mình đã bị tua lại. Dù vậy thì nảy sinh một vấn đề nữa, làm thế quái nào quay ngược lại thời gian? Đây thực sự là một vấn đề vật lý. Vận tốc trong không thời gian, space-time, chính là vận tốc ánh sáng. Càng đi nhanh trong không gian, bạn càng đi chậm trong thời gian và ngược lại. Khi di chuyển trong không gian với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ di chuyển trong thời gian với vận tốc bằng không. Ngược lại, nếu bạn đứng yên tuyệt đối trong không gian, thực chất bạn đang di chuyển trong thời gian với vận tốc ánh sáng. Từ đó, một số người đưa ra giả thiết rằng nếu bạn di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng trong không gian, có thể làm được điều này không thì chưa biết. Thì sao? Bạn sẽ di chuyển trong thời gian với vận tốc âm. Suy ra thế có đúng không nhỉ? Cũng chịu. Di chuyển trong thời gian với vận tốc âm chính là quay ngược thời gian, thật không? No idea. Nhưng thử nghĩ mà xem, theo lý đó thì nếu bạn làm cách nào đó di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng trong thời gian thì sao? Bạn sẽ di chuyển trong không gian với vận tốc âm. Có ai hình dung ra được di chuyển trong không gian với vận tốc âm là thế nào không vậy? Mình thì không. Các bạn vừa lắng nghe bài viết Du hành thời gian và bản chất. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại.